Xót lòng nữ bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, suy đa tạng sau vụ cháy chung cư mini. Bác sĩ VTN, 39 tuổi, công tác tại khoa giải phẫu bệnh, tế bào học bệnh viện Bạch Mai là một trong 4 bệnh nhân tiên lượng nặng được hồi sức cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai sau vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. Sau 2 ngày, với sự nỗ lực của các y bác sĩ, đến sáng nay ngày 15 tháng 9, chị N đã có tiến triển tốt, rút được ống nội khí quản, có cơ hội bình phục. Chia sẻ về bệnh nhân này, Phó giáo sư bác sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết, N là một bác sĩ trẻ tốt nghiệp nội trú chuyên môn giỏi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn khi cả nhà gồm 5 người sống trong căn hộ chung cư mini. N chính là một trong 26 bệnh nhân của vụ cháy được đưa vào cấp cứu tại đây. Sau vụ cháy, bác sĩ N được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, sốc, suy đa tạng do ngộ độc khí CO với tiên lượng nguy kịch. Cùng ở với bác sĩ N còn có em gái bị suy thận mãn, phải lọc máu chu kỳ tuần 3 lần tại bệnh viện. Bác sĩ Cơ thông tin thêm, may mắn chồng và em gái bác sĩ N ổn định, vì hỗ trợ người thân nên N bị ngộ độc khí CO nặng. Theo giám đốc bệnh viện Bạch Mai, đến thời điểm này, 22 trên 26 bệnh nhân sức khỏe ổn định, còn 4 ca nặng. Các bệnh nhân vẫn tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện, ổn định tinh thần, đánh giá sức khỏe ổn định sẽ được xuất viện. Còn theo thống kê từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều ngày 14 tháng 9, còn 36 nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ đang được điều trị tại các bệnh viện Bạch Mai, Sanh Pôn, Hà Đông, Đại học Y Hà Nội và Quân y 103.